bên em gái có những chuyện nhờ chị giúp giùm em nha. Chuyện gì? Khi nào có kết quả tên của người này chị nhớ gọi cho em trước nha. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn á. Công nhận vợ anh từ ngày làm mẹ anh thấy em càng lúc càng đẹp ra nha. Đã vậy em còn thơm nữa. Thôi đi ông ơi, ông đừng có nịnh tôi. Xạo xạo. Là cha con giả định đúng tới 99.9% hả? Tôi sẽ cho các người thấy những thứ này chính là của tôi. Anh Bảo Nam, anh chính là của em. Để con dự nội. Em có thai với anh rồi. Chúc mừng gia đình hạnh phúc. Em Trang, thật ra thì nội đang không khỏe, kêu chị qua đây để gọi anh Nam về. Em có đồng ý không? Em còn có quyền lựa chọn sao? Biết như vậy thì tốt. Vậy thì con muốn cái gì? Con muốn đi với táo đi bệnh viện. Nghe bây giờ, con bình tĩnh lại đi. Con bình tĩnh lại. Nghe lời mẹ. Bình tĩnh lại. Nghe lời mẹ. Nghe lời mẹ, bình tĩnh lại. Với Trang, đứa bé đó đâu phải là con của anh đâu. Con em, con Trang. Ok, tạm thời sẽ là như vậy đi. Còn chuyện sau này tính sao nha. Tôi đã nói rồi, anh không được gặp tôi ở chỗ đông người. Em không thoát được tôi đâu. Thế là anh nhắc cho em nhớ nè, anh với em đang cùng họ cùng thuyền đó. Kiếm chuyện với anh là anh lật thuyền cho chết chùm. Giờ đây mọi chuyện cũng đã qua. Bé Táo sẽ chính là động lực để giúp mình cố gắng mỗi ngày. Và Trang sẽ chia sẻ với mọi người về những điều khó khăn mà Trang đã mắc phải khi nuôi con một mình.